Xin chào quý vị và quý khán thính giả đã đến với kênh Radio Tâm Linh Hôm nay chúng ta cùng đến với một tập truyện của tác giả Giang Messi Tập truyện mang tên Đừng để nước mắt rơi vào quan tài Đó cũng là một hủ tục mà các cụ đã truyền từ xưa đến nay đúng không ạ? Khi nhà có người mất, chúng ta tốt nhất đừng để nước mắt rơi vào trong quan tài Bởi vì sao? Bởi vì như thế sẽ để cho người chết không thể nào đi đầu thai được Sẽ lưu luyến và quay về có khi sẽ hóa quỷ vì oán niệm. Không làm mất thời gian của quý vị thêm nữa, chúng ta hãy cùng vào câu chuyện ngay sau đây nha. Đã suốt mấy ngày hôm nay trời mưa tầm tã, vườn tược cây cối hít cảm tưởng như sắp ngập ống tới nơi. Đang đối húi nấu cơm dưới bếp, bỗng bà Hoa nghe tiếng từ phía cổng, có người gọi giật giọng. Cô Hoa, chú Đào ơi, có chuyện rồi, bà nội mất rồi. Vội rụt tạm cái bếp, sau đó thọ đầu ra, cũng vừa lúc thấy con bé Mai chạy tới, thấy nó hớt hà hớt hài, mặc cái áo mưa trùm kín cả đầu, bà Hoa mới hỏi Sao thế? Chuyện gì mà trông mày rốt ráng thế kia con? Vừa thở con Mai vừa lặp lại câu nói khi nãy Cô, chú, sang bên nhà cháu đi, bà nội mất rồi Cậu nói làm cho bà Hoa sững cả người, đang ở trên nhà ông đào lúc này cũng thở đầu ra Mày bảo cái gì cô? Bảo mất rồi À? Dạ vâng. Mới kỳ nãy ạ à, mẹ cháu sai ra đây gọi cô chú. Tạm gác lại tất cả mọi chuyện. Hai người sau đó vội phóng thẳng sang bên nhà ông bà Sen. Là ông anh cả trong nhà. Lúc tới nơi, còn chưa bước vào bên trong, đã nghe thấy tiếng khóc lóc của bà Sen vọng ra. Bà cụ Trúc lúc này nằm im bất động trên giường, chân tay buồn thõng, mặt mày trắng bệch không còn chút huyết sắc. Vừa thấy hai ông bà, ông sen đã lên tiếng. Cô chú đến rồi đấy à? Mẹ đi rồi. Mẹ mất lâu chứ anh? Vừa mới mất xong. Khi nãy anh định bưng cháu cho mẹ, thì thấy bà nằm im bất động. Mới đầu anh còn tưởng bà ngủ. Nhưng gọi mấy lần chẳng thấy đáp lại. Kiểm tra mới biết bà cụ mất rồi. Bà cụ chúc, tính tuổi nay cũng đã ngoài chín chục, nếu tính già thì cũng là một cái tuổi xuân, xưa này hiếm lắm. việc bà ra đi cũng không phải điều gì quá bất ngờ, chỉ là nó đến quá đột ngột mà thôi, khiến cho mọi người vẫn chưa thể nào chấp nhận. khác với những người cùng độ tuổi, bà cụ tuy tuổi cao sức yếu nhưng đầu óc vẫn còn rất minh mẫn, chứ không có lầm cẩm. thêm nữa, việc đi lại tiểu tiện bà vẫn có thể tự chủ. hôm nào mệt quá không dậy được thì gọi con cháu đem bô tới. Bởi vậy, căn phòng của bà gần như không có mùi. Sau khi bước vào nhìn mẹ một chút, ông Đào quay sang nhìn ông Sen rồi bảo. Anh chị ở nhà với mẹ, em tranh thủ chạy đi báo cho Hoàng hàng biết nhé. Ngay khi ông vừa rời khỏi, ông Sen cũng khoác lên bộ áo mưa, tất cả chạy đi tìm người đến để lo chuẩn bị mà chạy hậu sự cho mẹ. Chừng nửa tiếng sau, bất chấp thời tiết mưa gió, người bắt đầu đến nhà ông người già người vào tấp nập, huyền náo hết cả lên. Xin lẫn với đó là những tiếng khóc ỉ ôi. Phường kèn trống cũng đột tục kéo đến, ngồi ở đó sắp xếp vị trí sẵn sàng. Mười giờ đêm, theo quy định của chính quyền, ban tăng lễ buộc phải dừng lại để tránh làm ảnh hưởng đến những gia đình xung quanh. Sau khi thu dọn hết đồ nghề, uống nước trò chuyện thêm một lúc, thì mọi người bây giờ cũng ra về gần hết. Chỉ còn lại đám con cháu thay nhau túc trực bên đình cũ của bà cụ. Lúc chập tối, ông Sen có bảo con bé Mai sang bên nhà ông Đào, ngủ cùng với các em cho yên tĩnh, nhưng nó không có chịu. Cũng không phải nó là một đứa gan dạ mạnh bạo gì, mà do nó vô cùng yêu quý bà nội, muốn gần bà thêm trước khi hai người vĩnh biệt ngàn thu, không bao giờ có thể nhìn mặt. Tiếng ông điếu thuốc nào cứ vang lên dòng sọc, sọc. Một số người thì ngồi quay tròn lại đánh tổ tôm, đánh phỏm. Vì ngày mai còn phải nhiều việc phải lo, nên bà Sen cùng bà Hoa tranh thủ chợp mắt một lát. Mặc dù cả người ê ẩm mệt mỏi, nhưng con bé Mai vẫn cứ ngồi chỗ đầu giường của bà Trúc, sụt sổ sùi khóc. Mỗi lần bố mẹ nó bước vào khuyên bảo, nhưng nó một mực nhất quyết không chịu rời đi. Phía ngoài nhà tiếng mưa vẫn cứ rơi lục đột, đột đột trên mái tôn không ngớt thi thoảng lại có ánh chớp lóe lên chiếu xuyên qua cái khe cửa sáng rực cả một vùng đến giữa khuya hai mắt của con ma lúc này đã díp lại đầu gật gà gật gù tưởng chừng như sắp đổ gục tới nơi thì đúng lúc này đây một tiếng sét đinh tai nhức óc bất chợt vang lên làm cho nó giật mình choàng tỉnh còn chưa kịp chấn tĩnh trở lại khi nhìn lên chỗ khuôn mặt bà Trúc, nó hét lên một tiếng đầy kinh hãi. Tờ giấy trắng phủ trên khuôn mặt của bà lúc này đây đã rơi xuống. Phía sau đã lộ ra một khuôn mặt vô cùng đáng sợ. Đớp da trên mặt nhăn nhau, trở nên tím bầm đen sạm. Hai mắt mở thao láo, nhìn nó chừng chừng. Đang ngồi ở gian ngoài, nghe tiếng nó kêu thất thanh, mọi người hoảng hốt, chạy vội vào bên trong. Sao thế mày? Có chuyện gì thế? Nhìn mặt con ma lúc này đây tái mét cắt không còn giọt máu, tay chỉ vào chỗ khuôn mặt của bà Trúc, nó nói với bộ dạng đầy sợ hãi. Bà, 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 vừa mở mắt, bà, bà vừa mở mắt nhìn con. Đánh mắt nhìn theo hướng tay nó chỉ, mọi người ngơ ngác không hiểu nó đang nói cái gì. Bởi lúc này đây, mọi thứ vẫn y nguyên như cũ. Tờ giấy trắng vẫn đang đặt nguyên si trên khuôn mặt của bà cụ, Còn nói cái gì thế Mai, mơ ngủ à? Lúc này định thần lại, còn Mai thấy sự ma quái khi nãy đã biến mất. Nó không dám tin vào mắt của mình. Rồi mắt mấy lần, mọi thứ vẫn như thế. Nó không biết chuyện gì đã xảy ra và cũng không biết giải thích chuyện khi nãy ra sao. Nghĩ rất có thể, đúng là mình vừa ngủ dậy, mình hoa mắt. Thôi, muộn rồi, đi vào ngủ với mẹ mày đi. Lần này thì con Mai không từ chối nữa, một phần nó cũng đã kiệt sức nhưng nhiều hơn chính là do nó sợ. chẳng biết sự việc vừa rồi có thật nó hoa mắt hay không nhưng cái hình ảnh ghê rợn khi nãy cũng khiến cho nó thật sự bị ám ảnh. khẽ liếc nhìn vào chỗ cái tờ giấy trắng đần quấy, nó khẽ dùng mình một cái rồi gai ốc cứ nổi hết cả lên. cảm tưởng như phía sau tờ giấy kia mắt của bà trúc vẫn đang mở trừng trừng để nhìn nó. chờ cho nó bước vào trong phòng ngủ, bây giờ mọi người mới lắc đầu lại tiếp tục quay trở ra phòng khách đánh tiếp ván bài còn răng giò. Mọi người không hề biết rằng khi bóng họ vừa rời khỏi cái tờ giấy trắng trên khuôn mặt đó cũng cứ phập phòng phập phòng động đậy. Như thể cái người vẫn nằm kia còn đang sống vậy. Hết chuyện còn mai. Sáng ngày hôm sau, lúc làm lễ nhập quan đã xảy ra nhất nhiều chuyện kỳ lạ. Khi ông thầy đoàn cùng gánh con cháu đang ngồi trước linh ảnh làm lễ, một cơn gió từ đâu thổi tới khiến cho đàn lễ đổ ngả đổ nghiêng. Tuy nhiên, đó chưa phải là điều bất bình thường nhất. Cái bát nhang đang yên đang lành bừng bừng bốc cháy dữ dội. Cánh đàn ông tá hỏa phải vội tìm cách dập lửa. Trước sự việc ai nấy cũng đều hoang mang lo lắng, không biết có chuyện gì xảy ra hay không. Bà Sen ngồi gần đó, khẽ thủ thỉ vào tai thầy đoàn rồi hỏi. Ch chuyện này liệu có phải điểm gì không thầy? chẳng cần hỏi rõ thầy đoàn cũng biết được cái mà bà đang lo lắng là gì bà đang sợ cụ trúc chết vào giờ xấu giờ trùng có khả năng sẽ dẫn đến trùng tăng nếu thật sự như vậy thì đúng là một cơn ác mộng tuy nhiên sau đó thầy đoàn khẳng định chắc chắn bà cứ yên tâm tôi đã xem kỹ rồi bà cụ không mất vào giờ xấu cũng không có động chạm gì cả còn hiện tượng khi nãy thú thật chính tôi cũng không biết nguyên nhân nhưng chắc trùng hợp ấy mà không có chuyện gì đâu chưa cầu nói cùng thái độ chắc lịch của thầy bà sen tuy bớt đi phần nào lo lắng nhưng vẫn cảm thấy bồn chồn không yên lòng cứ nóng như lửa đốt vậy một lát sau liếc xuống chiếc đồng hồ trên tay thấy giờ đã tới thầy đoàn quay ra nói với mọi người đến giờ rồi cho bà cụ nhập quan bốn người thanh niên con cháu trong dòng họ đã được chỉ định lúc này bắt tay vào việc sau khi bước vào bên trong bốn người chia ra hai người mỗi người một đầu nhấc bà cụ lên chỉ có điều ngay sau khi vừa chạm vào xác của bà cụ bốn người bỗng sùm mình một luồng khí lạnh rất nhanh chạy dọc sống lưng rồi truyền ra khắp cơ thể bọn họ thấy bốn thằng cứ đứng ngây ra sợ lỡ mất rồi đẹp ông sen vội lên tiếng thúc giục ô hay bốn cái thằng này nhanh cái tay lên cứ được do thế bốn thằng sau đó nhìn nhau không ai bảo ai bắt đầu dùng lực nhấc bà cụ ra khỏi giường nhưng rồi bọn nó không ngờ cái xác bà cụ nhìn gầy gò ốm yếu như vậy đấy mà lúc này đây nặng như một tảng đá vậy bốn thằng thanh niên lúc này bắt đầu sợ tuy nhiên trước mặt bao nhiêu người đang nhìn chúng nó cũng chỉ biết cố gắng hết sức từng thớ cân thớ cờ bắt đầu nổi lên Mặt thằng nào thằng nấy đỏ bừng giống như đang cố gắng hết sức vậy. Điều kỳ lạ, cái xác của bà Trúc vẫn cứ chờ chờ ra. Giống như có một bàn tay vô hình đang giữ chặt đấy. Thấy lạ, cánh người nhà mới vội chạy ra ngoài gọi thầy đoàn. Thầy ơi, thầy thầy vào bên trong xem đi thầy có chuyện rồi. Vừa bước vào bên trong, chứng kiến sự việc như vậy, mặt thầy đoàn biến sắc. Không ổn, bà cụ không muốn giỏi đi. Là không muốn giỏi đi đó Nghe thầy nói như vậy Mọi người hoảng hốt Bà xem lúc này mới cắt tiếng Vậy Vậy, vậy phải làm sao hả thầy Nhìn mọi người thầy đoàn giải thích Những trường hợp như vậy Thường là do người chết vẫn còn lưu luyến Hoặc có điều gì đó muốn nói mà chưa nói được tôi cũng không biết chính xác bà cụ muốn gì nhưng rất có thể bà muốn gặp ai đó trong gia đình dòng họ trước khi nhập quản định mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía ông sen cùng ông đào bởi theo những lời của thầy đoàn nói người bà cụ muốn gặp rất có thể là hai người ông sen lúc này nhìn thấy rồi bảo vậy vậy làm sao biết bà cụ muốn gặp ai hả thầy Việc này cũng dễ thôi. Cứ đi qua đó cho bà cụ. Rồi nói vài câu. Nếu bà cụ cảm thấy xuôi, thì sẽ cho rồi xác. Ông sen ghẽ gật đầu, bước đến bên giường của mẹ mình. Ngước mắt nhìn bà cụ, ông nói. Mẹ, mẹ ơi, nếu như mẹ sống côn thác thiêng, nghe thấy lời con nói, mong mẹ hãy buông bỏ đi để để cho chúng con tiến hành lo ma chay hậu sự cho mẹ. Mẹ đừng làm mọi người cùng con cháu, chúng nó sợ mẹ ơi. Nói xong, ông quay ra nhìn thầy đoàn. Thầy khẽ gật đầu, rồi kêu bốn người thanh niên kia tiếp tục. Thế nhưng, lần này vẫn vậy. Cái xác kia nặng trình trịnh như dính vào giường, khiến bốn thằng không có cách nào nhấc lên được. Thấy vậy thầy đoàn lắc đầu. Có vẻ bà cụ muốn gặp không phải ông, thơ người khác đi. Lần này là ông Đào. Ông cũng bước đến bên giường của bà cụ, nói câu tương tự. Chỉ có điều kết quả vẫn không khác khi nãy. Chứng kiến hai lần thất bại, mọi người đã sợ, nay càng thêm sợ. Sau hai ông lại đến hai cô con dâu, nhưng thứ mà mọi người nhận lại vẫn chỉ là sự thất vọng cùng những cá lắc đầu của thầy đoàn. Tiếp tục nhìn mọi người thúc giục. Mọi người xem còn ai không? Nhanh nhanh lên! Không lỡ giờ lành bây giờ! sau bốn năm người nữa không được bất ngờ thầy đoàn nhìn con bé mai chỉ định cháu bảo xem mọi người không đặt quá nhiều hy vọng vào nó vì nghĩ rằng nó chỉ là một đứa trẻ con trong khi bao nhiêu người lớn đều không được thế nhưng kết quả sau đó ngược lại con bé mai bước đến bên giường của bà nó không nói được quá nhiều chỉ có ngắn ngủi một câu nói gì nhất bà ơi chú nhớ bà vừa dứt câu nói bốn thằng thanh niên cảm thấy tay mình nhẹ bẫng chỉ hơi dùng sức đã nhấc bổng cái xác của bà cụ lên trong ánh mắt không thể tin nổi của tất cả mọi người đang có mặt tại đây thấy thời gian sắp hết thầy đoàn liên tục hối thúc được rồi nhanh nhanh đưa vào trong quan nhanh luôn lên mọi việc sau đó cuối cùng cũng xong ai nấy như thở vào nhẹ nhõm chỉ riêng còn bé mai từ lúc ấy khuôn mặt của nó thất thần khó hiểu lắm bởi trong khoảnh khắc ngắn ngủi vừa rồi nó đã nghe thấy tiếng của bà trúc đáp lại bà cũng thương cháu bà sẽ về bà sẽ về câu nói ấy chỉ duy nhất mình nó có thể nghe thấy nó cứ xoáy sâu vào trong não như hình ảnh của bà trúc đang hiện ra trước mắt nó cũng không biết nên vui, nên buồn hay nên sợ vì điều ấy. Bởi dù sao lúc này đây, bà của nó cũng không còn trên dương thế. Ngày hôm sau, đúng 7 giờ sáng, mọi người bắt đầu làm lễ di quan. Đi đầu là đám các cụ già cầm cờ đen trắng. Đi sau là chiếc xe tang với linh cữu của bà Trúc đặt bên trong. Đám con trai con dâu cùng cháu chất thì bu quanh chiếc xe tăng, khóc đốc, nỉ non, inh ỏi thảm thiết. Lúc đi gần tới chỗ nghĩa trang của làng, bỗng có một con quạ đen, bất ngờ từ đâu bay đến, rồi nó kêu lên những tiếng nghe thật thảm thiết. Sau đó, nó đậu thẳng ở trên nóc cái xe tăng, hướng mắt nhìn về phía con cháu mà giết lên từng hồi ghê rợn. Người dân làng thấy vậy đã sợ, cánh con cháu càng thêm sợ không ai bảo ai đoàn người đều dừng lại một thằng thanh niên mạnh dạng nhảy lên phát tay để đuổi con quạ đi thế nhưng ngay khi tay nó chạm vào con quạ bất ngờ cả người nó cảm giác nặng trịch cứ như có ai đẻ mạnh xuống thậm chí áp lực lớn tới nỗi nó cứ ú à ú ớ không sao phát ra được thành tiếng chứng kiến dị tượng ấy đám người nhà ai nấy cũng hoảng hồn biết con điểm chẳng lành một số người dân khi đưa tang yếu bóng vía từ từ lui hết về phía sau sau đó dần dần nổi mất dạng gì chứ những chuyện dính dáng đến tâm linh kiểu này không cẩn thận dễ rước họa vào thân lắm họ cũng chỉ vì tình làng nghĩa xóm mà tới đây đưa tang này thấy sự lạ lùng kinh dị thì bỏ về chứ Ai... họ sợ lắm bà chúc lúc này đây vẫn còn nằm trong quan tài bà hoa thì nước mắt nước mũi giàn ruộng nhìn sang thầy đoàn vẻ mặt lo no lắng thầy ơi lại có chuyện gì nữa hả thầy sao sao xui xoay, xoay quanh cái chết của mẹ con xảy ra nhiều rượu lạ thế thầy đoàn lúc này không giấu được vẻ mặt bối rối trong suốt nhiều năm hành nghề của mình ông cũng chưa từng chứng kiến cái đám tàng nào kỳ dị đến như vậy ông trầm tư một lúc rồi đáp toàn là những chuyện trước giờ tôi chưa từng trải qua, bởi vậy cũng không thể đưa ra lời giải thích. tuy nhiên tôi sẽ dùng theo cách thông thường, xem có hiệu quả hay không. nói rồi thầy bước lại chỗ cái xe tăng, đưa tay vớ lấy một đĩa gạo muối trên đó, rồi rắc xung quanh, xong lấy xuống một ít giấy tiền, vừa đốt vừa dì dầm khấn vái. quả nhiên sau đó có kết quả, con quạ kia sau mấy tiếng kêu tự động bay đi mất. Toàn người bấy giờ mới thở vào nhẹ nhõm, tiếp tục đưa linh cữu của bà Trúc ra đồng an táng. Sau khi đội bốc mộ đã thành công đặt chiếc quan tài xuống mộ huyệt, bấy giờ người nhà mới bước lại, bốc từng nắm đất nhỏ rồi ném xuống. Trước khi nó hoàn toàn bị lấp lại, lần lượt từng người từng người đi thành vòng tròn, sau đó bỏ đất xuống, rồi lại tránh xa một chỗ. Đốc tới lượt con mai, tay cầm nắm đất, nó bùi ngùi xúc động, cố gắng nhìn bạn bà lần cuối có lớp kính mờ ảo đã vườn đầy bụi đất bất giác nó không cầm lòng được hai hàng lệ của nó chảy ròng ròng rơi thẳng xuống mộ huyệt đúng chỗ cái nắp ván thiên khoảnh khắc ấy diễn ra rất nhanh lúc này dường như mọi người không ai để ý chỉ riêng thầy đoàn vừa thấy tình huống như vậy miệng thốt ra hai từ không tốt thế nhưng dù sao mọi chuyện cũng đã rồi cũng không thể thay đổi được gì nữa thầy chỉ đành im lặng mong sao sẽ không có chuyện gì xảy ra với con bé. Tiếp theo đó, từng sẻng đất được hất xuống. Mỗi một sẻng đều lớn rồi đổ lên cái quan tài ảo ảo. Chẳng mấy chốc cái mộ huyệt đã được lấp đầy. Thêm chừng nửa tiếng, một cái mộ vuông vắn cũng đã được hoàn thành. Lần lượt mọi người chia nhau thắp những nén hương thắp cho bà Trúc một lần cuối cùng trước khi rời đi. Coi như công việc an tán đến đây cũng được xuân sẻ viên mãn. Sau khi tất cả mọi người về hết, bao quanh nghĩa địa chỉ còn sự im đềm lạnh lẽo, rồi chẳng biết từ đâu. Còn quạ, khi nãy, nó lại xuất hiện. Nó bay đến rồi đậu trên nóc ngồi mộ mới đắp, lẫn trong khói nhang mờ ảo, khuôn mặt bờ trúc, từ từ hiện ra ở trong đám khói nhang ấy. Sau nhiều ngày liền, mây đen bịt bùng, mưa tầm tã, ánh nắng cuối cùng cũng bắt đầu le lói. Sáng ngày ra, bà Sen dậy sớm làm mâm cơm cúng, thắp nhang cho mẹ chồng theo như lời thầy dặn. Vì bà nội mất, con Mai cũng xin phép nghỉ học mấy hôm để cho lại sức. Sau khi mọi thứ xong xuôi, bà Sen bước vào trong buồng gọi con gái dậy, nhưng mãi không thấy nó trả lời. Bà vội sờ lên chán thì bà tá hỏa, đầu con ma lúc này nóng san như hòn than, Bà cất tiếng gọi lớn trong sự lo lắng. Ôi dồi ôi ông Sen, ông Sen ơi dậy dậy, xem còn thế nào, nó sốt rồi đây này. Ông Sen mở mắt cũng vội chạy qua xem thử. Ôi dồi ôi, nóng thế này, bà ở nhà trông chừng, tôi chạy sang bên nhà ông Đỗ. Sau khi tới nơi, ông Đỗ lấy ra một túi đồ nghề, đo nhiệt độ, đo huyết áp, nghe nhịp tim. Xong thì nhìn hai người bảo. Chắc là do công việc mấy hôm Con bé hoảng loạn Lao lực kiệt sức thôi Tôi kiểm tra rồi Ngoài sốt cao thì mọi thứ vẫn bình thường Huyết áp vẫn ổn Tôi kê cho ít thuốc Mua cho nó uống vài ngày là khỏi mà Hai người nghe vậy thì cũng bớt lo lắng Mắt của mà lúc này đây cũng đã mở Môi của nó mấp máy khẽ thiểu thào Mẹ Mẹ ơi Con mệt lắm Đầu, đầu con đau quá bà sen nắm lấy tay con an ủi ừ oh, mẹ biết rồi thế thích ăn gì để mẹ nấu cho nào con mai khẽ lắc đầu con không ăn đâu con thấy đầu con đau lắm nó cứ nặng con không nhắc được bà sen không ngạc nhiên nhiều về điều ấy bởi đó là những điều hiển nhiên khi một người bị ốm cả ngày hôm ấy con mai chẳng ăn uống được gì cả chỉ cố hút được vài ba thìa cháu loãng để lót dạ còn uống thuốc đến ngày hôm sau triệu chứng của nó chẳng những không thuyên giảm mà còn có dấu hiệu trở nặng hơn đặc biệt là bên cánh tay trái không hiểu sao con mai cảm thấy nóng rát dữ dội đôi lúc còn mất đi cảm giác cảm tưởng như nó đất rời khỏi thân thể của mình vậy buổi sáng hôm sau bà sen vào buồng đỡ con gái ngồi dậy đi vệ sinh rửa mặt bước ra khỏi căn phòng u ám lạnh lẽo được ánh mặt trời buổi ban mai nhẹ nhẹ hắt vào, nó cũng có cảm giác nhẹ nhõm đôi chút. Nhưng rồi, cũng chính trong cái khoảnh khắc ấy, con mai chợt nhận ra một điều bất thường. Khi ánh mắt của nó vô tình liếc nhìn xuống đất, một bên là cái bóng của bà sen đổ dài, ngay bên cạnh chính là cái bóng của nó. Nhưng phần tay trái thì không thấy đâu. Mới đầu nó tưởng mình hoa mắt, cố dang rộng cánh tay để đón ánh nắng. Thế nhưng mọi sự vẫn cổng khác cánh tay trái của nó, không thể nào in bóng xuống đất được nữa, như thế nó không tồn tại vậy. Trước sự việc ấy còn Mai cảm thấy sợ hãi, nó vội dùng cánh tay phải túm chặt lấy cánh tay trái để kiểm tra. Rõ ràng cánh tay trái của nó vẫn còn sờ sờ ra đó, vậy mà tại sao cái bóng dưới đất lại không có cơ chứ? Đang đi bên cạnh Bà Sen thấy vậy thì ngơ ngác vội hỏi. Sao thế? Tay lại đau hả? Còn mà lắc đầu với bộ dạng thất thần vừa chỉ tay xuống đất vừa nói. Mẹ, mẹ ơi, mẹ nhìn kìa, sợ đánh tay trái của con không có bóng. Nhìn xuống chỗ nó chỉ, trong thoáng chốc bà Sen cũng sững sở kinh ngạc. Bà nhìn đi nhìn lại rồi còn túm lấy cánh tay trái của nó và nhấc tên nhấc xuống thế nhưng cái bóng đổ dưới đất vẫn không có hình bóng của con bé may điều này thật sự khiến bà xanh kinh sợ theo như bà biết trước giờ đàn ông có ba hồn bảy vía còn phụ nữ thì có ba hồn chín vía chỉ khi nào hồn phách bị mất đi hoặc bị bắt mất thì phần bóng đổ dài dưới đất sẽ không còn nguyên vẹn tình huống của con mai lúc này đây chắc cũng tương tự rất có thể và rất có khả năng nó cũng dính phải chuyện tâm linh gì đó sau khi đưa nó đi vệ sinh cá nhân xong bà dặn ông sen ở nhà trông chừng còn mình tức tốc chạy qua thẳng nhà thầy đoàn thưa chuyện vừa mới đi đến cổng bà đã gọi giật giọng thầy đoàn thầy đoàn ơi nguy rồi con còn có chuyện rồi thầy ơi đang ngồi nhâm nhi tích trà trên bộ ghế mây cũ ông đoàn nghe tiếng bà thì vội ra sao thế có chuyện gì bà hất hà hất thải thế nguy nguy rồi thầy ơi con con gái con bị bị ma quỷ bắt mất hồn vía rồi thầy ơi thầy đoàn nghe vậy thì ngây ngốc có cái chuyện gì bà bình tĩnh nói xem nào ai bắt hồn phách của nó khi, khi 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 nãy con đưa nó ra ngoài sân thì thì mới phát hiện cái bóng cánh tay của nó không có in xuống đất có phải như thế là bị bắt mất một phần vía phải không thầy nghe vậy Mặt ông đoàn xa xầm lại. Thật thế ừ? Thế bà kiểm tra kỹ chưa? Thật thì ạ à? Con kiểm tra đi kiểm tra lại rồi. Chắc chắn không có bóng. Thế thì nguy rồi. Để tôi sang đây. Đến nơi vừa đưa tay cầm thử vào cánh tay trái của con mày. Mặt ông biến sắc. Cánh tay của nó không có nóng như lúc trước. Mà đất chuyển sang lạnh ngắt như tay của người chết vậy. Có điều nhìn nó vẫn rất hồng hào chứ không có dấu hiệu bị hoại tử hay tắc nghẽn mạch máu. Phải làm sao đây hả à, thầy? Thầy ơi có cách nào? Cứ cứu cứu nó không thầy? Bà Sen lo lắng vội lên tiếng hỏi, thầy đoàn trầm tư dây lát rồi đáp. Nếu như tôi đoán không nhầm, thì chắc chắn có một linh hồn nào đó đang cố gắng chiếm lấy thần xác của con bé đấy. Bà Sen nghe vậy thì dùng mình, nổi ra gà, giọng bà ấp ống liệu, liệu 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 có phải? Có phải là? Thầy Đoàn hiểu ý, khẽ gật đầu. Cũng không ngoại trừ khả năng người kia chính là bà Trục. Cậu nói vừa dứt, bà Sen cảm tưởng như có một luồng điện chạy dọc sống lưng, bà đáp lại bằng cái giọng run rẩy. Vậy 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 phải làm sao? Làm sao hả à, thầy? Sao lại có cái chuyện bà vệ bắt cháu đi được chứ? Thầy đoàn khẽ lắc đầu. Tôi cũng chưa rõ nội tình như thế nào. Nhưng trước tiên tôi sẽ làm căn lễ để xem rõ thực hư mọi chuyện thế nào. Không dám chậm trễ, thầy đoàn vội lấy ra một ít đồ nghề, bày biện thành một căn lễ nhỏ ngay trước bàn thờ mới lập của bà Trúc. Trong làn khói hương mờ ảo, tiếng lầm dầm của thầy đoàn khẽ vang lên. Chỉ một lát sau, tiếng leng keng của những đồng xu chạy vòng quanh đĩa trong tay thầy đổ xuống nhìn kết quả sắp mặt của thầy đoàn cũng khó che giấu được sự kinh ngạc thấy vậy bà sen càng thêm rốt ruột sao thế hả thầy kết quả thế nào thầy đúng là bà ấy thật rồi bà ấy đang cố tình chiếm lấy linh hồn và thể xác của con bé đó Lúc này không chỉ bà Sen Mà ngay ông Sen ngồi bên cạnh Cũng chân đầy bùn rồn rụng rồi Điều mà hai người lo sợ nhất đã xảy đến Chính là linh hồn của bà về bắt cháu Hoặc có thể nói Là biểu hiện của trùng tăng Ngày đến thầy đoàn Cũng thấy bất ngờ vì điều ấy Rõ ràng lúc trước thầy đã xem đi xem lại Bà Trúc không mất vào giờ độc Dù rằng sau đó cũng xảy ra rất nhiều sự lạ lùng Nhưng thầy chắc chắn gia đình này không dính phải trùng tăng. Để kiểm chứng lại những gì thầy nói, thầy tiếp tục gieo một quả. Đúng là không hề có dấu hiệu trùng tăng ở đây. Nhưng những thứ đang diễn ra lại giống như đi ngược lại với những gì mà thầy bói ra được. Thầy đoàn bỗng nhiên cảm thấy nghi ngờ nhân sinh, nghi ngờ chính mình. Có khi nào là do khả năng của mình không đủ, hoặc đây là một trường hợp đặc biệt hy hữu mà ông chưa từng gặp phải hay không? Chầm ngầm khá lâu thầy quay ra nhìn hai ông bà rồi nói Ê... lúc trước tôi đã nói với gia đình rằng nhà mình không mắc phải trùng tang đến lúc này đây tôi vẫn bảo lưu quan điểm của chính mình còn hiện tượng con bé chính tôi cũng không biết như thế nào đây hai ông bà sen lúc này nửa tin nửa ngờ đáp lại thầy ơi thế thế nhưng mà có cách nào giải quyết chuyện này không thầy? Về điều này thì đúng là thật khó. Dù sao bà Trúc cũng là người thân trong gia đình. Nếu như dùng biện pháp mạnh, tôi thấy cũng không thích hợp. Thêm nữa chính tôi cũng không đủ bản lĩnh để đuổi bà ấy ra khỏi thân xác còn bé. Tôi sẽ khuyên nhủ bà ấy tôi điều, xem có kết quả hay không. Nói rồi thầy đoàn tiếp tục ngồi xuống, Thầy lầm dầm giống như đang nói gì trước di ảnh bà cụ. Bất chợt, cái bác nhàn trên ban thờ bỗng bùng bùng bốc cháy. Cả ba người thấy vậy đều không khỏi kinh sợ. Rõ ràng, đây là điểm xấu. Hoặc có thể nói bà Trúc không đồng ý nghe theo lời của thầy đoàn khuyên bảo. Đánh mắt nhìn hai người, thầy đoàn với vẻ mặt đầy thất vọng. Tôi đã cố gắng hết sức. Ông bà thông cảm cho Câu nói ấy khiến hai vợ chồng bà Sen như rơi xuống vực sâu Nó chẳng khác nào một cái bản án tử Dành cho con bé Mai Bậc làm cha làm mẹ Sao có thể khoanh tay đứng nhìn Chữa phần âm không được Hai người chỉ còn cách đưa nó tới bệnh viện Để cầu cứu chữa phần dương Thế nhưng điều ấy chẳng những không có kết quả Hơn thế nữa còn đem đến một sự chấn động Đối với các đội ngũ y bác sĩ ở đây Sau khi đem con bé Mai chụp chiếu xong, nhìn vào tấm phim, mặt ông bác sĩ thất thần ngơ ngác. Hình ảnh trên tấm phim chụp không hề có cánh tay trái của con bé. Tường máy móc bị trục chặt, ông còn vào đó kiểm tra, sau đó chụp lại thêm một lần nữa. Kết quả, so với những lần trước vẫn như vậy. Cơ thể con bé Mai mọi chỗ đều đầy đủ. Duy chỉ có cánh tay trái của nó, không thấy hiện ra. Thay vào đó là một khoảng tối đen xì xì, như bị thứ gì đó che quất. Nhìn bà Sen và ông sen bác sĩ khẽn lên tiếng hỏi này bà tôi hỏi thật trước đó cánh tay của con bà có biểu hiện gì bất thường không dạ thì nó hay kêu đau tay tôi mới đưa nó đến đây cả bác sĩ đi ạ đưa tấm phim chiếu ra trước mặt bà sen ông bác sĩ bấy giờ mới bảo suốt bao nhiêu năm hành nghề tôi chưa từng thấy trường hợp nào lạ đông như trường hợp này không hiểu sao tia X quang không phản chiếu cánh tay của con bé tôi nghi điều này này tôi vẫn chưa nghĩ ra trái ngược với ông bác sĩ tưởng tượng thái độ của bà sen không tỏ ra ngạc nhiên bà ngập ngừng nhìn ông rồi nói dạ bác bác sĩ bác sĩ ơi tôi cũng thành thật nói bữa trước nhà chúng tôi có mời thầy đến nhà thầy nói cánh tay con bé bị một linh hồn chiếm giữ chính ông ấy cũng không có cách hóa giải Chúng tôi mới đưa đến bệnh viện cậu may. Ông bác sĩ nghe xong thì há hốc cả mồm bởi vì ông là một người tin về khoa học chứ không tin tâm linh nhưng tất cả những thứ đang hiện hữu trước mắt ông đây. Một cánh tay sờ sờ mà thiết bị khoa học không thể nào chụp được. Ông cũng phải có chút nghi ngờ chứ. Bà bảo sau Cánh tay của nó bị ma nhập á? À? Bà xen gập đầu. Thật thầy ạ? À, bác sĩ ạ? Tôi nhầm. Tôi, tôi, không dám nói điều cũng được gặp bác sĩ đâu. Nếu như bệnh viện cũng không có cách, chắc tôi chỉ còn cách đưa nó về. Nhưng chưa biết sao bây giờ. Sau đó ông bác sĩ cũng có khuyến cáo gia đình đưa con ma lên tuyến trên kiểm tra. Thế nhưng hai ông bà đều lắc đầu. Họ tin rằng có đưa lên cũng chẳng có kết quả gì. Phạm chuyện đã dính đến tâm linh, điều trị bằng thuốc hoặc các loại dược cũng không có khả quan tiếp tục quay trở về nhà với tâm trạng u sầu thầm não. Tình trạng sốt của con bé Mai lúc này đây tuy đã bớt, nhưng phần cánh tay của nó thì cứ dần dần mất đi cảm giác và rồi cuối cùng không tự chủ được, cũng không điều khiển được nữa. Giống như cánh tay ấy, lúc này đã thuộc về một người khác vậy, đó không ai khác, chính là của bà Trúc. Trước diễn biến tình hình ngày một xấu đi, gia đình ông đành xin phép với nhà trường cho nó nghỉ một đoạn thời gian để điều trị căn bệnh quái ác đó. Cũng không dám nói sự thật cho nhà trường biết, chỉ nói con Mai bị suy kiệt sau khi bà nội mất. Trên chiếc xe máy cũ, ông Gen chở nó đi hết nơi này đến nơi khác, tìm đến những thầy cúng quanh vùng để điều trị. Có những thầy sau khi nghe xong thì thẳng thừng từ chối. Cũng có những thầy sau hai ba lần thử sức đều lắc đầu. Hy vọng mỗi lúc càng mong manh càng ít đi. Thay vào đó, là sự tuyệt vọng cứ lớn lên mỗi ngày. Hai vợ chồng ông Đào sau khi biết chuyện, hôm nào cũng sắp xếp thời gian sang đó để hỏi thăm động viên cháu gái. Còn Mai có thể nói chuyện đối đáp một cách bình thường, duy chỉ có cánh tay, lúc này không sao nhấc lên được nữa. Nó giống như đã bị liệt rồi vậy. Ngồi chỗ bàn uống nước, tay cầm chén trà nóng, ông Đào cất tiếng. Anh chị cứ để con bé như thế này mãi sao? hai vợ chồng ông bà sen mặt buồn rười rượi thở dài thườn thượt đáp lại, <laughs> "thì chú bảo bây giờ biết làm sao anh chị cũng đem đi hết tất cả các thầy các thợ cả bệnh viện tốn bao nhiêu tiền bạc, ấy vậy mà trả bớt cũng trả khỏi vậy anh chị có tiếp tục hay là thôi?" ông sen đáp lại với vẻ kiên quyết, "chưa chưa." Dù có bán nhà cũng phải chữa chứ Còn nước còn tát Nếu cô chú biết ai bảo anh chị Dù chỉ một tia hy vọng nhỏ nhoi Không bỏ cuộc Nhất quyết không có bỏ cuộc đâu Ông Đào không đáp Đưa tay vừa lấy chén nước chè Rồi thở dài não nề Thời gian thấm thoát trôi qua Chẳng mấy chốc đã đến 49 ngày của bà Trúc Hôm làm lễ Sợ có chuyện gì xảy ra Bà sen chẳng dám để con Mai ở nhà bà gửi nó sang bên nhà bà Hoa chơi cùng với con bé Nhi. Trong lúc ông thầy đoàn đang làm lễ bên này, thì bên kia hai đứa nhỏ đang chơi đùa với nhau, đó là một con búp bê vải. Khi đang cười nói vui vẻ, bất ngờ ánh mắt của con Mai Đói lên một tia khác lạ. Cảnh vật trước mắt của nó bỗng dừng tối dầm lại, như có một người vừa chụp lên một tấm vải đen vào mắt của nó. Mọi thứ quay cuồng mơ hồ, khiến nó ngã vật ra đất. Ở bên cạnh con bé Nhi thấy vậy thì hốt hoảng, vội chạy lại liên tục cất tiếng gọi. Chị Mai, chị Mai ơi, chị sao thế? Còn Mai không đáp lại, vẫn cứ nằm quần quại ôm đầu dên la ở dưới đất. Sợ chị bị làm sao, nó bà Trần bốn cẳng chạy thẳng sang bên nhà ông bà Sen báo tin. Đang cúng giỏ, nghe thấy giọng con Nhi hút hoảng, mấy người cũng vội dừng lại. Bác Sen, bác Sen ơi, chị Mai có chuyện rồi. Giọng của ông Sen nói như quát. Chị Mai làm sao Cháu không biết Cháu với cả chị ấy đang ngồi chơi Tự dưng chị ấy lăn đùng ra La hết Cháu sợ quá Cháu chạy sang đây Không chờ cho nó nói thêm gì nữa Ông Sen bỏ mặt tất cả Vội vã chạy thẳng sang bên đó Thế nhưng lúc tới nơi Mọi người thấy con bé Mai tỉnh dậy Nhìn qua nó vẫn hết sức bình thường Ông Sen lao tới Vội hỏi dồn dập Có sao không? Đau ở đâu không? Còn mà chỉ khẽ lắc đầu không nói gì Bây giờ mọi người mới bớt đi phần nào lo lắng Tuy nhiên khi nhìn sâu vào trong ánh mắt của nó Ông thầy đoàn cảm giác Có điều gì đó khác lạ lắm Một sự thay đổi khiến cho ông lo lắng Không yên tâm để cho nó tiếp tục ở đây Sau đó mọi người đưa nó về bên nhà Rồi tiếp tục làm nốt phần lễ còn đang giang dở Cũng từ lúc ấy Mọi người thấy mặt con bé Mai Nó cứ đầm chiều một cách kỳ lạ Ít nói Nó cứ ngồi lặng lặng Lâu lâu lại đảo mắt nhìn mọi người khiến cho họ cảm thấy sợ hãi tôi đến sau khi ăn xong con mai vào giường ngủ với mẹ còn ông sen thì ngủ phía bên ngoài phòng khách đến độ giữa khuya khi tất cả chìm vào trong bóng tối chỉ có tiếng ếch nhái ảnh ương kêu ngoài kia bên ngoài ô cửa sổ bất chợt một con bướm đen kỉnh kịt trên cánh có những đường hoa văn kỳ lạ nhẹ nhàng chui qua cái ô thoáng rồi bay vào trong phòng ngủ nó trào đảo quanh màn một vòng Sau đó đậu ở mép màn Liếc hai con mắt đỏ rực Nhìn chăm chăm vào phía bên trong Bà xem lúc này vẫn còn đang ngủ say không biết gì hết Một lát sau còn bướm đen kia biến mất Cùng lúc ấy một bên mắt của con bé Mai Mở trọn ra Con mắt ấy Lúc này khiến cho người ta nhìn vào mà phát sợ Nó không có trọng đen Chỉ có một màu trắng đục ma mà quái Thêm nữa Bên mắt kia của nó vẫn nhắm chặt không có giống như đang ngủ say vậy chỉ là nhắm hở thôi điều này tạo thành một khuôn mặt hết sức kỳ dị và ám ảnh sau khi đảo quanh một vòng nó lặng lẽ ngồi dậy rồi bước xuống giường đi ra gian ngoài hành động của nó rất khẽ gần như không phát ra tiếng động nào nên cả hai ông bà sen đều không hay biết chỉ đến khi bên tai ông sen vang lên những tiếng nhóc nhép nhóc nhép mắt của ông mới khẽ khẽ giật giật bình thường ông sen ngủ rất say thậm chí nhiều hôm mưa gió sấm chớp đồng đùng ông vẫn không sao thức giấc. Nhưng từ sau khi bà chốt mất, cộng với những sự việc xảy ra với con Mai, thì giấc ngủ của ông cứ chập trà chập tròn, thấp thỏm không yên. Đêm này cũng vậy, sau khi những âm thanh bất thường kêu vang lên, ông ấy từ từ mở mắt rồi lắng nghe. Âm thanh giống như có người đang nhai thứ gì đó, bên cạnh cái bàn thờ đầu giường của ông đang nằm, ngay sát ở đấy. Ông từ từ mở mắt, ngoái đầu nhìn ra xem dưới cái ánh sáng mập mờ của ngọn đèn dầu ông sen suýt chút nữa đứng tìm mặt chết khi nhìn thấy hình ảnh con mai lúc này đây nó đang ngồi xổm lù lù trước ban thờ trên tay của nó là một quả cau cùng với mấy lá chầu công mồm mép đỏ quành quạch thi thoảng lại có một ít nước dãi nhỏ xuống đất hồi tanh nhất là kề nhìn vào con mắt trắng trợn của nó khiến toàn thân của ông sen nũng cả già Hình ảnh đứa con gái ngây thơ lúc này đây không còn nữa. Thay vào đó là sự ma quái khiến cho chính người bố ruột cũng cảm thấy dùng mình khiếp sợ. Sau khi ăn hết quả cầu, con bé tiếp tục đưa tay, bốc lấy cái bát cơm cúng cùng với quả trứng đột đặt trên đó. Nó ăn hết sức ngon lành, nhưng khiến người ta nhìn vào không khỏi phát lạnh. Bát cơm đầy ú ụ. Có một cây tre cắm ở đó cùng với một quả trứng, thế mà cây tre bị rút vứt sang một bên. Còn bát cơm chỉ thoáng chốc, đã hết nhẫn không còn lại một hạt. Hạt nào vương vãi xuống đất, nó cũng bốc lên rồi nhét vào mồm nhanh ngấu nghiến. Hoa quả trên bàn tươi ngon thì nó không hề động tới. Sau khi ăn xong nó lặng lặng lẽ trở vào giường rồi nằm xuống. Tiếp đó, chìm vào trong giấc ngủ như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Đương nhiên sau khi chứng kiến sự việc kinh dị ấy, ông Sen cũng chẳng thể nào ngủ tiếp được. Nghe ngóng rất lâu, không thấy bên buồng có phát ra tiếng động. Ông mới từ từ bước xuống lặng lẽ đi vào đó kiểm tra. Khác với ngoài phòng khách, bên trong buồng này tối om om, đứng từ ngoài cửa, ông không nhìn rõ thứ gì. Ông chẳng dám bật điện vì sợ sẽ gây ra tiếng động. Rón rén bước từng bước, từng bước đến gần chỗ cái mùng, ròm dòm vào bên trong. Mới đó còn bé Mai, có vẻ còn ngủ say, hơi thở đều đều không có biểu hiện gì khác lạ. Quan sát một lúc, ông lặng lẽ trở ra ngoài, rồi trần chọc cho đến tận khi trời sáng. <laughs> tiếng con gà gáy sớm vừa văng lên, ông Sen giật thốt cả mình bởi tiếng kêu thất thanh của bà Sen từ trong buồng vọng ra. Ô, ôi dồi ôi! Mai ơi! Mai! Con sợ thế này Mai ơi! Mai! Còn Mai nghe tiếng mẹ kêu thì cũng giật mình tròn tình. Sau khi ông Sen bước vào vội hỏi có chuyện gì bà la hết kê thế ông ơi ông xem này sao mồm mép chảy máu năng nổ thế này Còn mai đưa tay sò thở nó cũng kinh ngạc không kém gì bà chỉ duy nhất ông sen là biết rõ nguyên nhân ông kéo bà ra một góc xa xa thủ thể ông nói rất nhỏ còn bé mai không nghe thấy gì cả nó chỉ thấy khuôn mặt của mẹ bỗng chốc xa xầm trắng bành bạch liên tục thốt lên những câu đầy kinh ngạc lâu lâu lại đưa ánh mắt nhìn nó len lén Ông nói thật hả à? à, Tận mắt nhìn thấy hả à? Thật Bây giờ bà vào Đưa con đi vệ sinh Rửa mặt mũi đi Đừng nói gì cho nó biết nghe chưa Sau khi lo cầm nước xong xuôi cho hai bố con Bà sen vội vã chạy qua nhà thầy đoàn Giải bày câu chuyện Thầy đoàn vẻ mặt không mấy ngạc nhiên Ông nói Tình trạng của con bé Không nằm ngoài dự đoán của tôi linh hồn bà Trúc bắt đầu chiếm giữ thân thể của nó sợ rằng không bao lâu nữa nó sẽ hoàn toàn mất ý thức trở thành một cái sắc không có hồn đạo bà Zen nghe vậy thì không cầm được nước mắt thực sự không còn cách nào ạ thầy thầy đoàn lắc đầu trường hợp này cũng giống như những trường hợp bị ma nhập ấy nó nó là một dạng chiếm giữ không thể khống chế được đực của con bé. Đến lúc này thì biện pháp mạnh. Tôi sợ cũng không có tác dụng. Ngược lại tính mạng con bé cũng nguy hiểm đấy. Hồn ma của bà Trúc lúc này giống như một khối u ác tính đang ký sinh trên người đứa cháu. Khối u ấy càng ngày càng phát triển mở rộng, có thể sau cùng chiếm giữ hoàn toàn thân xác của nó quay trở về nhà với tâm trạng không thể nào buồn bã và thất vọng hơn được nữa. Bà Sen vừa khóc vừa sụt sùi vừa nói. Ông ơi, ông xem thế nào đi, chứ cứ thế này tôi không sống được đâu. Ông Sen đi đi, lại lại, đầu óc cũng đang căng như dây đàn để nghĩ cách. Đánh mắt nhìn sang chỗ đứa con gái ngây thờ, thấy nó đang chơi một mình, trong lòng ông không khỏi xót xa đau nhói. Nó đều biết rằng, chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, sự sống của nó sẽ chấm dứt để nhường chỗ cho người bà mới mất của nó. Ngày mai tôi sẽ lên tỉnh, thậm chí đi khắp đất nước để tìm thầy chữa. Tôi không tin, không có người cứu được nó. Biết là tìm mong manh, nhưng có lẽ đó cũng là cách duy nhất vào lúc này đây. Một ngày buồn bã cứ thế lặng lẽ trôi qua, ánh sáng quất dần, nhường chỗ cho bóng đêm bùa vây. Cũng như hôm trước, hôm nay gia đình ông bà ngủ từ sống, nhưng thực ra hai người không ngủ, chỉ giả vờ nhắm mắt chờ đợi. Khi đồng hồ vừa điểm không giờ, sự đáng sợ như đêm hôm trước lại bắt đầu tiếp diễn. Con Mai từ từ ngồi dậy, như người bị mộng du, rồi cứ thế đi thẳng ra ngoài chỗ bàn thờ. Thế nhưng hôm nay trên đó không có chầu câu hay cơm cúng gì cả. Vẻ mặt của nó hiện lên một nét không vui. Nó nhẹ nhàng bước đến chỗ đầu giường, vỗ nhẹ vào người ông sen rồi cất cái giọng khàn khàn, mà quái. Con ơi Dậy Dậy cho u ăn đi u đó lắm Dậy nấu cơm cho u ăn Ông sen giật tóc gáy trước câu nói ấy Lòng bàn tay của ông dịt mồ hôi ướt nhẹm nhẹp Nhưng hai mắt của ông vẫn nhắm chặt Vờ như không nghe thấy Con man lúc này tiếp tục thúc giục Đến giờ u ăn cơm rồi Mày dậy dậy Đấy cầm u ăn đi Phía trong buồng Bà Sen cũng nghe rõ từng lời từng chữ Âm thanh khàn khàn như của một bà cụ vang lên trong đêm Nghe rợn người lắm Chất giọng ấy thì ông Sen không còn nghi ngờ gì nữa Chính là bà Trúc Mẹ của mình Cố gắng lấy hết can đảm Ông từ từ mở mắt nhìn qua chỗ con Mai Hai mắt nó khi này đây Vẫn một bên mở một bên nhắm Con mắt trắng đục không có trọng đen Nhìn ráy sâu vào ông khiến cho ông sợ hãi. Còn mắt ấy như đang khẩn thiết cầu xin được cho ăn. Trước tình cảnh ấy, mặc dù đang rất sợ hãi trong lòng, nhưng ông Sen cũng không dám không làm theo. Ông vứt vội xuống bếp, đem lên một bát tô cơm cùng với vài miếng thịt răng. Vừa nhìn thấy bát cơm còn mà lao đến vô lấy, nhồm nhòm ăn hết. Nhìn cảnh ấy, ông không khỏi phát sợ. Sau khi ăn hết, nó lại chìa ra như muốn xin thêm tay cầm cái bát mà ông sen run run lại tiếp tục xuống bếp bới thêm một bát nữa chỉ một loáng sau bát tô cơm đầy đã gọn sạch bách còn mà lúc này đây xoa xoa cái bụng vỗ bồng bộp nhét mép cửa lên hề hề sau đó bước đến giường nằm bên cạnh bà sen bà sen bây giờ đây chân tay rụng rời hết cả ra cả đêm hôm đó hai ông bà gần như thức trắng cả cơ thể con may lúc này gần như được hai luồng tâm thức điều khiển. Ban ngày thì nó chính là nó, còn hễ cứ đến 12 giờ đêm thì nó chính là bà Trúc. Đáng sợ hơn nữa, linh hồn bà cụ còn đang không ngừng xâm chiếm để giành lấy toàn bộ quyền kiểm soát cơ thể của nó. So với trùng tăng thì trường hợp này vốn dĩ không có khác, chẳng qua là nó đến một cách từ từ, đáng sợ, dọa cho người ta, dần dần không còn ý chí chiến đấu. Vạn kháng nữa mà thôi. Sáng ngày hôm sau, ngay từ lúc con gà vừa gáy, bà Zen đã tỉnh dậy chuẩn bị quần áo tiền bạc cho ông Zen, để ông lên đường đi tìm thầy về cứu con. Cầm lấy sắp tiền bọc trong tờ giấy báo, ông Zen nhìn bà rồi bảo. Bà cứ yên tâm, ở nhà chăm sóc nó cho tốt. Chuyến này tôi không tin, tôi không tìm được thầy. Hai mẹ con cứ trở tin tôi nhé. Bà sen gật đầu, Ông đi nhanh về nhanh Nhớ cẩn thận giữ gìn sức khỏe Nó đã bậy rồi Ông có mệnh hệ gì Chắc tôi không sống nổi đâu Tôi biết rồi Thế tôi đi đây dứt cầu ông Zen cầm lấy bọc quần áo Bước ra xe treo vào cái gác ba ga Rồi bóng đi Đầu tiên ông đi thẳng lên trên tỉnh Rồi đến đâu cũng hỏi han mọi người Về tin tức của những vị thầy Pháp Thầy thuốc có tiếng trong vùng Có mấy lần ông cũng được người ta chỉ điểm đấy Thế nhưng khi nghe thuật lại mọi chuyện thì những ông thầy bà cô ấy đều lắc đầu ngoài ngoại nói rằng bó tay. Tất cả bọn họ đều nói rằng đây không phải trường hợp vong nhập đơn thuần mà là dạng vong ký sinh rất có thể cơ thể con bé cùng với bà Trúc có một mối tương liên gì đó rất đặc biệt mới có thể tạo thành tình huống như vậy. Mặc dù ông xen hết lời cần thiết mong họ ra tay thử sức mặc dù không được gia đình vẫn hậu báo. Thế nhưng họ chẳng dám ra tay. Ấy là vì cực kỳ nguy hiểm, thậm chí nếu thất bại, tình trạng của con bé Mai cũng khó lòng giữ được. Chính là tính mạng đó. Đến lúc ấy thì mọi chuyện không dừng lại ở việc giải vong trở tàn nữa, mà liên quan đến mạng người. Rất dối sau đó chẳng cần nói cũng biết. Bởi vậy nếu không nắm chắc được, họ cũng chẳng ngu gì mà thử. Đi hết từ ngày này sang ngày khác, tính đến nay cũng được gần một tuần. Gần như tất cả các thầy pháp trong tỉnh Ông Sen đều đã đến tận nhà, Từng người từng người lúc này xem như chỉ còn cách sang bên tỉnh khác cỏ may. Hôm ấy trong lúc ông đang đi, bất chợt mây đen ùn ùn kéo về. Chỉ một lát sau, dòng gió nổi lên. Bầu trời sấm chớp ị ủng. Và rồi rất nhanh sau đó, những hạt mưa nặng trình trịch bắt đầu tuôn xuống nhưng lòng của ông lúc này vậy. Những hạt mưa hát vào mặt của ông rát buốt Trong hoàn cảnh ấy ông không thể nào đi tiếp được nữa Ông vội đánh lái Tấp vào trước hiên của một ngôi nhà khang trang bên vệ đường Thật trùng hợp Ở đó lúc này đây Cũng đang có một người đàn ông Độ tuổi 50 Trên đầu bãi tóc bạc muối tiêu Xóa dài đến tận vai Được búi gọn gàng ở đằng sau bây giờ đang xóa ra Trên vai của ông ta Có đeo một cái tên nải màu xám Nhìn qua thì giống như đang trên đường đi đâu đó sau khi cởi mũ bảo hiểm vút quả nước mưa bám trên mặt ông sen nhìn người kia chủ động cất tiếng chào bác bác đi đâu mà đi bộ thế này người kia nhìn ông gật đầu rồi đáp ờ à, tôi đang tìm kiếm một người thì tới đây gặp mưa vào đây chú ông sen thuận miệng hỏi tiếp thế bác tìm có gần đây không Chắc gần đúng không Người kia lắc đầu Không Tôi cũng không biết chính xác Người đó lúc này đang ở đâu Tôi chỉ đi theo sự chỉ dẫn Của trực giác thôi Ông Sen có vẻ hơi ngạc nhiên Ờ là sao Em không hiểu lắm Chả lẽ nhà bác quay mất tích à Chuyện này nói ra cũng dài lắm Đôi ba câu không thể giải thích còn ông Ông đang đi đâu Vẻ mặt của ông Gen thoáng buồn Chẳng giấu giếm Thành thật nói Nói thật với bác Em cũng như bác Cũng đang đi tìm người mà chả biết tìm ở đâu đây Con gái em Nó mắc phải chứng bệnh lạ Em đang đi tìm thầy về giúp Người đàn ông kia nghe vậy gật đầu đồng cảm Nhưng câu nói tiếp theo sau đó Khiến cho ông Gen có phần hơi bất ngờ Tôi... tôi hỏi câu này có chút riêng tư Nhưng ông có thể nói rõ con gái ông đang mắc bệnh gì được không? Ông Zen cười cười rồi kể lại câu chuyện con gái của mình và gia đình mình đang gặp phải Những tưởng tượng sau khi nghe mình nói Người kia sẽ không tin, thậm chí mỉa mai cười cợt Thế nhưng không, ông ta nghe xong chăm chú Hơn thế nữa còn nhập tâm vào trong câu chuyện khi lời của ông sen vừa dứt, người kia liền vội lên tiếng: "Có phải nhà ông vừa có người mất? Cứ đêm đến con bé tỉnh lại trong trạng thái một nhắm mắt, một mở mắt, rồi đòi ăn đúng không?" Ông sen háo cả mồm, dùng mình trước câu nói của người đàn ông lạ mặt. Ừ, đúng đúng, sao bác biết? Nét mặt người đàn ông kiên lúc này hiện lên một tiêu phấn khởi kỳ lạ. Ông ta tốt lên thấy rồi cuối cùng tôi cũng tìm thấy rồi ông sen mặt gây ra không hiểu chuyện gì không chờ cho ông lên tiếng người kia vội thúc giục nếu mọi chuyện đã đến nước này tôi cũng cầm dấu con gái ông chính là người mà tôi đang tìm đấy mau mau dẫn tôi đi tôi có cách cứu chẳng biết người này đang nói thật hay nói giỡn nhưng đã khiến ông sen đi hết từ bất ngờ này sang bất ngờ khác ông dè giật hỏi lại Ờ, thế... thế rốt cuộc như nào? Ông là ai? Sao muốn tìm con gái tôi? Người kia đáp Tôi tên Diệp Là một tu đạo trên núi Tản Viên Nhiều ngày trước thấy ở đây này Thấy trong giếng thiền tình xà xuống Biết sẽ có xuất hiện Một người có căn cơ đặc biệt Bởi vậy tôi tức tốc giỏi núi Ngày đêm cất công đi tìm kiếm đấy Cả nghe ông Sen lại càng thêm rơi vào một mớ bỏng bong không có lối thoát ông ta tu đạo thì có liên quan gì đến con gái của mình cơ chứ ông bèn lên tiếng tôi vẫn chưa hiểu lắm con gái tôi đâu có dính líu gì đến việc tu đạo của các ông đâu tại sao phải tìm nó người đàn ông tên diệp lúc này từ tốn nói chuyện này giải thích rất dài dòng tôi sẽ nói nôm na để ông hiểu để ông có thể đi theo hệ phái tu đạo của chúng tôi nhé hệ phái tu đạo của chúng tôi đòi hỏi căn tính vô cùng đặc biệt thậm chí có thể nói trong hàng triệu người cũng chưa chắc có một người thích hợp bởi vậy trước giờ đạo của chúng tôi gần như độc truyền tức là một đời chỉ có một đệ tử duy nhất tôi thiền từ căn tính không được cao bởi vậy vất vả tu hành đã lâu vẫn chưa đạt được thành quả. Thật hổ thẹn với các vị lão sư. Thời gian kiếp người thì ngắn ngủi. Vài năm nữa thôi tôi sẽ phải vào một đại kiếp. Không biết có quà khỏi hay không. Tôi vất vả dòng dã suốt nhiều năm nhiều tháng. Tưởng chừng như đất tuyệt vọng. Thì hôm nay đã gặp được ông. Đến lúc này đây thì ông Sen thật sự tránh ngợp. Những điều người đàn ông này nói vượt qua sức tất cả những người có thể hiểu biết được. Hơn thế nữa, có vẻ như đứa con gái ngây thơ bé bỏng của ông còn đang sở hữu một năng lực gì đó rất đặc biệt trong mắt bọn họ. Chẳng biết thực hư ra sao, nhưng ít ra lúc này đây, điều ấy cũng giúp cho ông có một tia hy vọng mong manh. Ông vội đáp. tôi, tôi chả hiểu gì hết, tôi nghe như việc nghe sống. Nhưng, nhưng, đại khái, ông có thể cứu con gái tôi đúng không? Người đàn ông tự tin gật đầu. Hiểu ấy đương nhiên, Chẳng những tôi sẽ giúp cô bé được bình an vô sự, mà còn có thể khai mở ra những khả năng tâm linh tiềm ẩn trong cơ thể con bé. Tuy nhiên, tôi khẩn cầu gia đình, sau đó hãy cho con bé theo chúng tôi học đạo, kế thừa y bát lưu truyền suốt mấy trăm năm của tổng môn độc truyền chúng tôi. Nếu không, đứt cậy, tôi sẽ thật hổ thẹn với các vị tiền nhân. Điều này khiến cho ông Zen có một chút phân vân đắn đo. Ông cũng không rõ giúp cuộc bọn họ đang tu cái gì, đang học cái gì, đang làm cái gì. Nhưng khả năng cao, nếu như đi theo bọn họ, ông sẽ không có cách nào gặp được con gái nữa. Ông có vẻ lưỡng lự. Ờ, ở điều này... Điều này để tôi suy nghĩ thêm có được không? Hơn nữa còn phải hỏi ý kiến con bé xem nó có muốn hay không nữa cơ. Ông Diệp vẻ không mấy lo lắng về điều đó. Ông đáp lại. Phần về cô bé thì tôi không lo. Bởi sau khi mọi khả năng tiềm ẩn trong cơ thể con bé được kích hoạt, con bé sẽ tự có đại đạo chiều dẫn, không còn lưu luyến vướng bận đến chuyện thế gian phạm tục. Ấy chính là quy tắc vận hành của thiên đạo. Đồng thanh tương ứng, đồng khí tường cầu. Nghe vậy thì ông Sen thực sự lo lắng. Tận trong sâu thâm tâm cha mẹ, chẳng muốn con gái sau này lớn lên đi theo một cái hướng mà người đời chẳng biết đó là thật hay giả người ta luôn muốn con gái của mình lớn lên thành ra lập thất sinh con đàn cháu đống để mình vui vầy tuổi già nhưng đặt vào tình huống con bé mai bây giờ đây tính mạng của nó chỉ như mảnh chỉ treo chuông thôi thì mặc kệ sau đó ra sao trước tiên cứ giữ được mạng sống của nó thì mọi chuyện sau đó tính tiếp vậy chờ thêm một đát đến khi mưa đã ngớt Ông Sen sau đó trở thầy về thẳng nhà của mình. Vài tiếng sau hai người đã về tới sân. Bà Sen nghe thấy tiếng xe máy vội vã chạy ra ngoài quan sát. Thấy chồng đã về cùng với một người đàn ông lạ mặt. Thoáng nhìn qua cốt cách bên ngoài cũng có thể đoán được đây không phải một người bình thường. Bà Sen hồ hởi vui mừng trong lòng. Chạy ra, mời vào trong nhà pha trà rót nước rồi thưa. Dạ, chào thầy ạ. Chẳng hay thầy đến từ đâu, sau khi nhấp một ngụm trà, ông Diệp đáp lại. Tôi là Diệp, là một ẩn dĩ trên núi Tản Viên. Nếu tính khoảng cách từ nhà bà Sen, tới đó thì cũng gần 200 cây số. Bà không dám tin tưởng, chỉ trong một thời gian ngắn như vậy, ông Sen có thể lên tận đó rồi mời được thầy về. Khi bà còn chưa kịp lên tiếng hỏi, ông Sen đã giải thích tất cả mọi chuyện. Nghe vậy, thì sự vui mừng hy vọng trong bà Sen liền trùng xuống, Điều ấy hoàn toàn dễ hiểu tôi, biết bao nhiêu vị thầy cao tay trong tỉnh đều phải bó tay hết cách. Này gặp ông ta, chỉ là một người lang thang trên đường, điều ấy thật khó đảm bảo kiểm chứng, thậm chí bà còn nghi ngờ. Đây, chỉ là một tay thầy bịp, về đây tính lừa tiền không biết chừng. Nghĩ vậy bà này sinh ra một tâm trạng nặng nề, cảnh giác. Thầy ơi, à, thầy cho tôi hỏi, thầy có thâm niên... Bao nhiêu năm trong nghề hả? Ông dẹp đáp lại với vẻ hồn nhiên vô tư. Nói thật, từ lúc tu đạo cho đến bây giờ, đây cũng là lần đầu tiên tôi xuống núi. Bà sen đớn người trước câu trả lời của ông, nói thế chẳng phải ông ta lấy con mai làm chuột bạch thí nghiệm hay sao? Nhỡ có chuyện gì thì đến lúc ấy biết tính sao đây. Đang định tiếp tục chất vấn thì đúng lúc này đây từ trong buồng ngủ con mai bước ra vừa nhìn thấy nó ông thầy diệp đang ngồi liền đứng vắt dậy gài ốc khắp người nổi lên cảm tưởng như vừa có một luồng điện chạy xẹt qua ông là người tu đạo nhiều năm tuy chưa đạt được thành quả cao nhưng định lực đã gần như kim cang thường ngày khó có chuyện gì khiến ông phải trau mày chứ đừng nói đến những biểu hiện thất thố như vậy thế nhưng ngay lúc này đây khi nhìn thấy con bé mai ông không sao kiềm được cảm xúc của mình từ nơi người của ông, nó cứ toát ra một thứ năng lượng vô cùng đặc biệt. Một dạng linh căn cực kỳ chân quý mà suốt cả một đời, bây giờ thầy mới thấy. Ngược lại với đó, khi nhìn thấy ông thì con bé mai có cảm giác sợ, nó vội đấp vào son lưng mẹ. Còn không dám hé đầu ra nhìn, bà xem thấy vậy thì vội an ủi. Không sao, không sao đâu, thầy đến chữa bệnh cho con mà. Đang đứng chỗ bàn uống nước, thầy diệp bất ngờ lên tiếng đúng là nó rồi thật đúng là nó rồi thật không uổng công tôi vất vả tìm kiếm bấy lâu lúc này ngoài ông sen ra không ai hiểu ý nghĩa của câu nói vừa rồi bà rèn thấy ông biểu hiện như vậy thì đâm ra sợ hãi tưởng ông đang định bắt con mai đi chỉ đến khi nghe ông sen giải thích đầu đuôi ngọn nguồn bấy giờ bà mới vỡ lẽ mọi sự bà ngước mặt nhìn xuống con gái bé bỏng đang nấp sau lưng của mình, thầy không ngờ ẩn giấu bên trong một thân hình mảnh mai nhỏ bé lại cất giấu một điều phi thường đặc biệt tới như vậy. chuyện tương lai chẳng biết ra sao, tuy lúc này ông bà cũng chỉ đành phó thác tất cả cho người đàn ông tên Diệp này. Sau khi dùng cơm bữa với gia đình xong, thầy Diệp không có nói gì đến việc giải vong trong người của con Mai, mà thông thả cất bước xung quanh ngôi nhà quan sát sau khi đánh mắt nhìn ra chỗ gốc cây sung giả cạnh cái ao tù đôi chân ông bước đều đều bỗng dừng phát lại sâu trong mắt của thầy lóe lên một tia dị sắc thầy khẽ đảo mắt coi đó rồi lại quay trở vào trong nhà bước vào bên trong thầy khẽ ghé vào tai ông sen nói một điều gì đó nát sau ông bước vào trong buồng nhìn bà rồi bảo thầy nói cần chuẩn bị một số thứ để con mai nhìn thấy không tiện bà đưa nó qua bên nhà tím hoa đến tối hãy mang trở về nhé chờ đến khi hai mẹ con ra khỏi nhà bấy giờ thầy diệp mới mở gói hành lý ra lấy từ bên trong một cái bút lông cùng với một lọ mực biết thầy đang chuẩn bị bố trí mọi thứ nên ông sen cũng không dám lên tiếng hỏi chỉ đứng lặng lẽ quan sát thầy nhúng bút vào trong lọ mực kế đó vẽ một hình tròn khá lớn ngay trước ban thở của bà trúc trong hình tròn ấy thầy còn vẽ rất nhiều ký tự chữ viết mà ông xanh không sao hiểu được chừng nửa giờ đồng hồ sau thì thầy viết xong tuy nhiên cũng ngay sau đó những nét bút đều như bị bốc hơi biến mất trước mắt của ông thế, thế này là do thầy nét vẽ biến mất rồi liệu có còn tác dụng không thầy diệp đáp lại với vẻ bình thản ông cứ yên tâm không có vấn đề gì cả đây là loại mực đặc biệt sau khi viết xong sẽ ẩn khuất đi chỉ đến khi tôi đọc thần chú nó mới hiện ra đấy chứ cần nói đâu ra chỉ việc này thôi cũng đủ khiến cho ông gen phải trầm trồ vậy thầy định khi nào bắt đầu có cần hai vợ chồng chúng tôi phối hợp không thầy thầy diệp gật đầu có đấy đêm nay hai ông bà cứ làm cho tôi một mâm cơm cúng đặt trên ban thờ đêm nay khi con bé thức dậy Hai người cứ vờ như không biết, mọi việc sau đó cứ để cho tôi xử lý nha. Dùng cơm tối xong, mọi người trò chuyện thêm một lát thì cũng tắt điện đi nghỉ. Bóng đêm bắt đầu kéo đến, những hạt mưa cũng tí tách bắt đầu lụp độp trên mái nhà. Khi đồng hồ vừa báo sang ngày mới, cũng là lúc mọi người hồi hộp, nín thở, chờ đợi. Không để cho họ chờ quá lâu, rất nhanh có một con bướm đen từ đâu bay vào trong nhà, rồi nó nhanh chóng biến mất hút. Cùng lúc ấy một bên mắt của con bé mai mở tròn ra. Nó từ từ ngồi bật dậy. Giống như một thói quen lặng lẽ, bước ra ngoài phòng khách chỗ ban thờ. Cái lưỡi của nó thè dài ra, liếm quanh mép. Khi thấy mầm cầm cúng ngon lành đang đặt ở đó. Tuy nhiên, chỉ ngay sau đó, mắt của nó dán chặt xuống một khoảng trống dưới đất. Ấy chính là chỗ mà thầy Diệp đã vẽ một trận đồ khi chiều. Không rõ, nó có phát hiện ra được hay không nhưng nhìn nó có vẻ nghi ngờ và đề phòng Mấy lần nó định bước đến vô lấy bát cơm trắng Nhưng đã định kịp thời kiểm chế Nằm chỗ đầu giường Ông Sen có thể nghe rõ từng tiếng nước bọt nhỏ xuống tầm tóc Rồi những tiếng nuốt ẩn ực Rõ ràng nó đang rất thèm thuồng, đang rất đói Sau cùng nó không thể chiến thắng được bản năng của chính mình Nó bất chấp lao đến rồi vụt mặt xuống mà ăn Chỉ chờ có thế, đang nằm chỗ đầu giường thầy diệp bất ngờ vùng dậy hai tay bắt ấn quyết nhanh chóng kích phát trận đồ những ký tự ẩn khuất bất chợt hiện ra chân của con mai lúc này cảm giác như đứng trên đống lửa vậy mọi thứ đang không ngừng thiêu đốt khắp cơ thể của nó nó ném vội bát cầm xuống đất vỡ tánh choang nằm trong buồng bà sen bất giác cũng tức tốc chạy ra con mai sợ hãi la hét om sòm một con mắt của nó lúc này đây đỏ rực đây như máu liếc nhìn về phía của thầy diệp nó nghiến răng đỡ mắt tao ra tao ra Tiếp theo đó Lại quay về phía ông bà Sen Màu cứu, cứu Cứu Sao chúng mày Sao chúng mày dám Thấy bộ dạng của nó Đúc này đây như vậy Hai ông bà Sen cũng không khỏi cảm thấy áy náy khó xử Kẻ đánh mắt nhìn qua thầy Diệp Ông Sen vội nói Thầy ơi Dù sao đây cũng là mẹ tôi Thầy ơi Thầy, thầy, thể lương tay đừng có hạn bãi Thầy Diệp nghe vậy thì lắc đầu nói Hai người bị con quỷ này Nó lừa rồi Đó không phải linh hồn bà cụ đâu Những gì thầy Diệp vừa nói Chẳng khác nào một cú sét đánh ngang bên tay Thầy bảo sao Rốt cuộc Nó là cái thứ gì Nó chính là một con quỷ Cư trú ở chỗ gốc cây sùng phía sau nhà ông chính nó Lúc trước đã chiếm xác bà cụ Bây giờ đang muốn giả dạng Để chiếm thần xác con bé Điều này đối với ông bà Sen quả thật quá sốc Vậy hóa ra Những gì thầy đoàn nói Lúc trước đều là sai lầm Hoặc có thể nói chính ra ông ta cũng bị con quỷ này dối gạt Nghĩ tới đây Hai người không gọi dùng mình Con quỷ kia lúc này đây biết thân phận của mình đã bạc độ Nó không thèm che giấu nữa Một bên cánh tay của con may Bỗng đồng lá mập dài hoàng hoàng cùng với đó là những cái móng tay đen xì xì nhọn hoắt chĩa về phía trước hai ông bà khiếp sợ vội bước giật lùi về sau thầy diệp tay bắt ấn chỉ thẳng về chính giữa mi tâm của con quỷ chỉ thấy nó rú lên một tiếng đầy đau đớn càng ra sức dãy ruộng muốn thoát khỏi vòng vây trận đồ mà thầy diệp vẽ ra tuy đơn giản nhưng trong đó ẩn chứa một sức mạnh cực kỳ gây gớm khiến cho nó dù có cố gắng cách mấy cũng không sao thoát ra được từng luồng khói đen cứ thế mà từ cơ thể của con bé Mai bỗng lên ngủn ngột, cộng với đó là tiếng la hét đầy gây rợn trong đêm. Chỉ một đắt dầu, thân hình của nó đổ ập xuống, hai mắt nhắm lại, cánh tay cũng trở về bình thường như trước. Thầy Diệp vội lao tới, đỡ lấy con bé, kế đó lấy từ trong người ra một viên thuốc, nhét vào trong miệng. Mặt bà sen lúc này đã tái mét vội bước đến đỡ con Mai, rồi hỏi. Thầy, thầy ơi, con gái con có sao không thầy? Hai ông bà đừng có lo, con bé không sao. Chỉ cần nghỉ ngơi một đêm sẽ tỉnh lại. Sau khi bé con bé Mai đặt trên giường, quay trở ra gian, gian ngoài, ông Sen mới hỏi. Vậy con quỷ kia đâu thầy? Nó đã bị tôi tiêu diệt. Tuy nhiên, để diệt trừ hậu họa, tôi vẫn còn phải làm thêm một việc nữa. Nói rồi thầy Diệp bước lại chỗ cái bọc hành lý của mình lấy từ bên trong ra một con dao găm bằng bạc. Kế đó, chẳng nói chẳng rằng đi thẳng ra sau nhà. Phía đằng sau, ông sen chẳng hiểu mô tê, cũng chậm chậm bước theo. Sau khi ra tới chỗ cây rùng, thầy Diệp ngồi xuống, rồi từ gốc đo lên. Đo đúng chính găng tay, thầy dừng lại. Cầm con dao bạc trên tay, thầy niệm chú rồi một nhát, cắm phập vào đến lúc cả cán. Một điều kinh dị đập vào mắt của ông sen Ngay tại vị trí con dao cắm xuống, một thứ nước hôi tanh đen xì xì chảy ra. Toàn bộ cây sung rung lên bẩn bật. Chỉ một lát sau, lớp vỏ bên ngoài bao bọc cây sung nhanh chóng trở nên hư hoại, thối mục rồi đổ rầm rầm xuống ao. Chứng kiến mọi thứ diễn ra, ông Sen chỉ biết há mồm trợn mắt. Cây sung này, nó gắn liền với tuổi thơ của ông từ bé. Biết bao nhiêu kỷ niệm vui buồn, ấy vậy mà bây giờ thật không ngờ. Nó, đại, đại nơi trú ngụ của một con quỷ vô cùng gian manh và đáng sợ. Nếu không phải có thể diệp bản lĩnh hơn người Chắc khó có lòng phát hiện ra Đang miền màn ngây ngốc Với những dòng suy nghĩ hỗn độn trong đầu Bất chợt có một tiếng quạ thét dài Vang lên Ông rèn giật mình Ngước mắt nhìn lên trên nóc nhà Ông thấy có một con cọ đen Hai mắt sáng rực năng đậu ở đó liếc nhìn về phía hai người trừng trừng Đó mới chính là bà cụ là mẹ ruột đã đẻ cho ông đó. Câu nói của thầy Diệp lại một lần nữa khiến cho ông Sen chấn động. Toàn thân của ông cứng đờ, miệng ú ớ lắp bắp. Thầy, thầy, thầy bảo sao? Thầy bảo con quả chính là mẹ tôi. Đúng vậy, linh hồn của bà cụ đã gá vào con quả kia để trở về báo tin. Chỉ là mọi người không hiểu mà thôi. Hóa ra đó là lời giải thích cho việc vì sao xoay quanh cái chết của bà cụ Trúc luôn có một sự xuất hiện của một con quạ kỳ lạ. Ngẫm lại sự việc đã xảy ra cách đây ba năm về trước, ông ấy cũng đang rơi vào một ký ức hỗn tạp, sợ hãi. Hôm ấy cũng vào một đêm mưa gió, đột nhiên bà Trúc lên cơn co giật, một lát sau thì thiếp đi bất động, rõ ràng lúc ấy mọi người thấy cơ thể của bà đã hoàn toàn mất đi sự sống thế nhưng chỉ một lát sau hai mắt của bà bỗng mở trừng trừng rồi sau đó cười nói vui vẻ thậm chí còn liên tục kêu đói lúc ấy mọi người cũng bất ngờ lắm thế nhưng cũng không nghĩ nhiều vợ lật đật đi lấy cơm cho bà ăn rất có thể chính thời điểm đó linh hồn của bà cụ đã lìa khỏi xác con quỷ kia nhân cơ hội đó đã nhập vào rồi đóng giả bà cụ trong suốt nhiều năm trời nghe ông sen kể chuyện đó thầy diệp khẽ gật đầu xác nhận thầy còn nói thêm nếu không phải cơ thể của con bé sở hữu linh cần đặc biệt thì rất có thể con quỷ kia đã chiếm xác thêm một lần nữa lần này nếu như nó thành công chắc chắn sức mạnh của nó tự tiến hóa mạnh mẽ hơn đến lúc ấy việc thu phục sẽ không đơn giản như vậy đâu sáng ngày hôm sau khi mặt trời vừa ló dạng cũng là lúc hai con mắt của con mai từ từ mở ra chỉ có điều nhìn vào khuôn mặt của nó khi này đây đã không còn dáng vẻ ngây thơ đáng yêu ngày thường. Mắt của nó toát ra một vẻ gì đó uy nghi, thâm thẳm, khó diễn tả bằng lời. Đặc biệt nhất chính là giữa mi tâm của nó tự bao giờ xuất hiện một hình bông hoa tuyết đỏ tròn chót. Thầy Diệp thấy vậy thì lộ ra vẻ xúc động, khẽ quay sang ông bà mà nói. Hà ông bà hãy thành toàn cho ý nguyện của nó. Lúc này thiên linh căn trong người con bé đã kích phát. Bát nó sống đổi phạm tục. chứng là một sự hành hạ trả tấn với nó đó. Hai người khẽ đánh mắt, nhìn xuống, như xác nhận điều ấy. Chỉ thấy con bé Mai khẽ gật đầu. Hành động ấy tuy nhẹ nhàng, nhưng chẳng khác nào một nhát dao cứa vào trái tim của người cha người mẹ. Hàng bà, chỉ có nó là đứa con duy nhất. Nay thấy nó bỏ đi như vậy, thì hỏi sao mà không đau lòng cho được chứ? Có lẽ số mệnh của nó cũng là số mệnh của hai ông bà. Duyên phận đôi bên đến đây đã chấm dứt. Ngày hôm ấy, trước sự chứng kiến của toàn thể người thân hai bên gia đình, còn bé Mai cúi đầu ba lệ trước bà mẹ của nó. Để cảm tạ công đức sinh thành dưỡng dục, từ nay nó sẽ bước đi trên con đường mới, con đường đạo lộ mà số phận đã sắp đặt an bài. Nhìn bóng dáng nhỏ nhoi của nó đi cạnh thầy Diệp trong màn mưa mà không ai kìm được nước mắt. Rất nhiều năm về sau, họ cũng không nhận được bất kỳ tin tức nào về nó. Và một đêm mưa gió tầm tã, nằm bên cạnh cửa sổ, bà Sen Lít nhìn ra ngoài. Bà lúc này đã yếu lắm rồi, cảm tưởng như cái chết đã cận kề. Hai hàng nước mắt của bà chảy dài, một cảm giác nhung nhớ dâng trào mãnh liệt. Nếu không thể nhìn thấy mặt đứa con gái lần cuối Có lẽ bà chết không nhắm mắt Ông Sen đã bỏ bà mà đi cách đây 2 năm về trước Bà vẫn nhớ như in trong cơn mê sảng hấp hối Miệng của ông vẫn luôn gọi tên đứa con gái Nhưng tận đến lúc nhắm mắt lìa đời Điều ấy cũng không sao thực hiện được Bây giờ đây đến lượt bà Số phận đã ăn bài kiếp này họ không thể gặp nhau được nữa Hình ảnh màn mưa trước khung cảnh cửa sổ dần nhỏ đi thay vào đó là một màn đêm tăm tối khi hơi thở của bà cuối cùng cũng bị chút đi bỗng bên tai của bà vang lên một âm thanh quen thuộc mẹ mẹ ơi con về rồi về với mẹ rồi mẹ ơi thưa quý vị chúng ta kết thúc câu chuyện tại đây nhé Cảm ơn quý vị đã theo dõi câu chuyện của ngày hôm nay Chúc quý vị ngủ ngon và có một giấc mơ đẹp Hãy chọn xin một like, một comment Để video có thể được đề xuất đến nhiều người hơn nữa nhé Xin chào và hẹn gặp lại trong câu chuyện tối mai